8 lớp thì hôm nay có một em này à, nó nguyên bản hết nhưng mà màn thì nó có một cái vết uh, chảy lông mèo nhẹ ở đây này cái này anh em dán cường lực thì nó hết nhá nói chung là nguyên bản không qua Sử ba hay là không qua cái kiểu như là 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 ép kính thay màn thì đương nhiên là nó chày nhẹ một xíu cũng bình thường thôi các bạn nhá cái quan trọng đây là nguyên bản và quốc tế Nhật Nam bán thì bảo hành 6 tháng đấy mình uh, Review sơ qua cái nội thất bên trong cho anh em xem để anh em có thích mua không nhá. 256GB em này mã ZB, ngon ạ. À. iOS thì 16.7.2 khá ngon nhá. Mã ZB là mã Singapore. Bộ nhớ nhiều, 256 thì ngon lành rồi, chọn rồi ok kiểm tra xem cái màn nó có nguyên bản không. Đây màn nguyên bản thì nó có chu tông và nó rất là mượt cũng như là à, mình nhìn hình ảnh thực tế thì nó rất là sắc sảo các bạn nhé và để mình xem về cái vân tay vì em này là nó có nút home em là vân tay còn dùng ok ok luôn anh em nhé vậy em này nó đầy đủ chức năng camera trước sau ok luôn rồi như vậy là em này rất ngon rồi tầm này 8 bờ lớt nguyên bản thì không biết pin còn xài được không hay đã thay hãy xem luôn như vậy pin tèo À, thay pin mới 100 rồi nhé chứ tầm này thì không có máy nguyên bản mà pin trăm đâu Nếu máy nguyên bản mà pin trăm thì thôi cũng chạy đi bởi vì chắc chắn là nó nói xạo thôi chứ còn à, 8 lớp 8 b thì bạn biết là cũng nhiều năm rồi đây và xem qua cái ngoại hình Dĩ nhiên thì đã thay pin rồi thì phải mở rồi máy thì màu Gold mình thấy ngoại hình khá đẹp đây nhìn camera hai à, camera cũng rất là ok là Nói chung đây mình còn một em máy đẹp chuẩn nhá Và tình trạng như vậy đấy Có một vết đây này Anh em nào thích thì có thể đặt hàng nha Mình đã review rất là kỹ và chi tiết Anh em có thể tham khảo về cái phương thức mua hàng Và đặt hàng bằng cách là mình Follow kênh theo dõi và xem cái phần hồ sơ của shop nhá Xem cái phần hồ sơ và tham khảo thêm tại dù tú bé Cũng như là xem phần trưng bày nếu như chỉ mua phụ kiện và anh em đừng quên là tương tác với video của mình để ủng hộ cho mình bằng cách là tim chia sẻ và bình luận à, anh em à, theo dõi mình à, mình à, thường xuyên lên những cái sản phẩm à, à, chuẩn ok nguyên bản để cho anh em đặt hàng nha cảm ơn anh em